trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Lực xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu cập nhật cái tiến độ mà ngôi nhà của ba ông cháu tới đâu rồi các bác. Hôm nay sẽ là cái ngày mà các anh thợ là hàn ở cái phần sắt rồi. Xong thì đến độ ngày mai thì các anh sẽ lập. Và cháu Lực lên thì cháu Lực có trích tiền của quý ra là mua cho anh thợ thêm là 2 cân cá mắm nữa các bác, cho các anh thợ ấy. Còn bây giờ thì xin mời tất cả các bác anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Hãy nhìn từ xa xa thì thấy các anh đã đang cắt sắt rồi đấy các bác. Cái ba bốn nhà xung quanh xử là chung nhau cái nguồn nước này là cô bác này. Đấy, bây giờ hiện tại thì thấy là vẫn còn tắm ở đây thôi á. Oh, hello các anh. Xử chưa lên à anh? Alo, đang đâu anh? Đang đâu anh? Đi đám cưới từ đâu ấy? Em xử thì đi đám cưới rồi các bác, đi ra tận xá Chiến Là đám cưới sao ấy. Vừa rồi thì cháu Lực điện cho em xử ấy. Tình hình thế nào rồi anh? Ok chứ? Tình hình ok chứ? Ôi đây một đoàn đi đâu ấy, bị tao đây thở mạng. Bị tao đây. Điện máy á. Nhà chú của em xử của bác cũng đang làm nhà này. Đấy, cháu được nhìn thấy là rất là nhiều người ra hộ đấy. Chú ơi, chú lấy cá mắm này để bên kia đi. Đấy. Cái xoa xoa đây, ôi lại quên cái kia rồi. Ô, chú Thanh với lại chú Bình với lại anh Quang đâu rồi anh? À, Thanh Yên. Nghỉ rồi. Hôm nay nghỉ à? Hôm nay là có việc à? Đấy, hôm nay thì... bây giờ lại cho thêm à? Thấp quá à? Bác ăn giáo à? Đấy, lên trên thì anh Hai với lại anh Thanh là đang hàn sát ở trên này cô bác này. Chào buổi sáng anh nhá. Vâng em. Vâng. Tình hình vẫn là tình hình. Hôm nay anh Quang với lại chú Bình nghỉ anh.
Ở đây chắc là ngày mai là lợp được anh nhỉ? Vâng, anh phải nói là khi mà được xây lên thì phải nói là rất là nhanh các bác. Mới ngày nào mà đã đặt viên gạch thôi, viên gạch lên thôi mà bây giờ đã được chuẩn bị là lập tôn rồi đấy. Vậy kèo ở dưới này thì cháu Lực sẽ không có dùng để xây các bác. Ở đây sẽ dùng sắt. Cái sắt này thì đều sắt hộp rất là to các bác nhá, cũng rất là chắc chắn thôi. Hầu như là bằng một cái viên gạch luôn đấy các bác. Sắt hộp này. Lách tân. Vậy thưa các bác, hiện tại thì mấy anh em cũng đã hoàn thiện xong cái phần chữ A trên này các bác này, cái phần kèo ấy. Hôm nọ thì cháu Lực cũng đọc được một số ý kiến ở trên kênh nói với cháu Lực rằng là nên thu hồi thêm cái phần phòng ngủ nữa. Ui. Thêm mà thu hồi thêm cái phần phòng ngủ nữa. Nhưng mà bây giờ cháu Lực chọn là sắt này lên thì làm sắt này thì sắt hộp rất là to và rất là chắc chắn được các bác. Đấy, ở đây thì cái chỗ mà thanh sang an này các bác này, ở dưới thì các anh cũng đã bắn vin, bắn cái dâu xuống thì rất là sâu các bác nhé, và rất là chắc chắn luôn. Oanh, thì mày kêu to đấy nhỉ anh nhỉ? Hàn này, hôm nọ anh dùng dầu để đây chưa anh hai? Để rồi. Hôm trước lại để rồi à? Mọi cái máy móc thì người ta cũng bảo là của bền là tại người thôi, mình mà chịu khó bảo dưỡng thì nó sẽ được bền với mình hơn cô bác. Đấy, đến ngày mai thì có thể là lập xong cái phần mái này cô bác này. Đấy, hôm nay thì chỉ có là anh Thanh với lại anh Hai, lại thêm thanh niên, lại thêm chú đi làm thôi. Còn là anh Vinh với lại anh Thanh và anh Quang thì bận một chút công việc ở dưới nhà cho nên là chưa có lên được cô bác. Đấy, mặc dù là người thì hiện tại là đang thiếu vắng đi là 3 nhân lực, nhưng mà cái tốc độ của các anh làm việc thì phải nói là rất là nhanh các bác. Chỉ sau tầm độ vài cái thước phim mà cháu được chia sẻ và đăng tải lên thôi thì đến hiện tiện đến thời điểm hiện tại thì ngôi nhà bao cháu cũng có thể là lập mái xong rồi. Ở đây thì cho cháu Lực xin được nói thêm một chút nhé cô bác nhé. Bây giờ mình lập mái xong mọi cái thì đến lúc mà trời mưa về thì mình có thể chát ở xung quanh nhà được. Còn hôm nay chú với lại thanh niên này đang hoàn thiện nốt là thêm cái phần công trình phụ nữa các bác này. Đấy, mặc dù công trình phụ thì hoàn toàn là được xây bằng cái gạch đỏ hết thôi. Ở bên kia là cái bếp lò các bác nhá. Đây, cái bếp củi ở phần góc bên này thì sẽ để một cái bếp bếp ga, lại thêm một cái bồn rửa bát ở đây nữa. Thì nó sẽ tiện rồi các bác ạ. Hay một cái không gian bếp thì mình có thể làm như thế này thôi. Ôi anh cẩn thận nhá. Ui. Nguy hiểm đấy anh. Nguy hiểm đấy anh. Đây, vừa rồi thì anh rút cái dàn giáo này trước của cô bác này, tự làm cho tự không nhớ được ấy. Này hoa này à? Hoa này? Hoa được hoa nó lắc tét nó. Ai phải nói là các anh đi những công trình này thành ra là rất là quen rồi. Các anh rất là can đảm của bác khi mà đi qua những cái kèo mà phải nói là các anh làm rất là đơn sơ và rất là đơn giản thôi. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là nhà chú của Sử ấy của bác này, cũng hôm nay cũng khá là đông người ra hộ này. Những có các cô với lại các bạn gái thì hầu như là đi vác những cái tấm ván gỗ về. Em Sử thì ở đầu video thì cháu Lực cũng đã gọi là cô bác anh chị là cũng đã biết rồi. Em Sử bảo là hôm nay là đi ăn cưới thành ra là không có ở trên này được. Đấy, đến có thể là đến
Tối nay em Sử mới về thì ngôi nhà của Sử đã có thể là lập tôn xong hết rồi. Đã hoàn thiện hết cái phần mái hiên trên kia rồi cô bác. Cái sớm ơi, bẻ có hôn với mẹ ảo. Ảo à? Sớm ơi, bẻ có hôn với mẹ. Ồ. Văn đi con lái nó. Vậy ở đây thì cháu được nhìn thấy là có một số cô thì như là đang... Hả? Ơ ảo à? Ơ ảo à? Ơ ảo à? Ở đây thì cháu được nhìn thấy là có... Hả ảo? Nga? Văn này á, Sử á? Ồ, bà hát nào? Ồ, nhưng bà hát nào, Văn em phải chín lâu thôi. Nhưng là... ở đây thì cháu được nhìn thấy là có một số cô thì còn đi còn là trên đôi vai thì đang vác những cái tấm ván gỗ, đằng sau lưng thì đựng con này, có những cô thì đang có cả bụng bầu luôn cô bác. Vừa rồi thì cô của em Sử có nói rằng là hôm nay là làm hoàn thiện là gần xong ngôi nhà mới rồi, có bảo là mời cháu Lực với lại bạn Hiệu xuống ăn cơm cùng. Ngày hôm nay chỉ gọi là chỉ hoàn thiện là ăn cơm thôi chứ còn chưa đến ngày tân gia, nhà chú cũng chưa đến ngày tân gia cô bác. Ấy sát hộp này mới lái đây nổ ai xem nó lên sát hộp này tết đây anh hai trời ơi sắt công á công một tí à, chắc là trong cái quá trình mà vận chuyển từ bên kia sang bên này này anh ạ. Đấy. Anh nắn lại xem có được không? Đập xuống một tí. Đấy, vận chuyển sắt này thì không thể tránh khỏi được là nó bị hơi bị cong cong một chút cô bác này. Đường xe mọi cái đi thì nó cũng xa, thế xong là đến cái lúc mà vận chuyển từ bên kia sang bên này cơ. Lúc mà mình vác mình bỏ xuống ấy. Cái dây là để lấy tâm đúng không anh? Hàn như này thì có khi mà Hàn không cẩn thận là tối bị đau mắt đấy anh nhở? Anh Thanh thì biết Hàn không? Anh không biết à? Anh chỉ phụ thôi à? Thế hôm nay thì anh Vinh không có đi thì anh thử cập nhật cái tiến độ mà công trình hôm nay, công việc của mấy anh em hôm nay mình sẽ làm cái gì anh? Nay đặt kèo thôi, xong là đến chiều nếu mà làm xong thì lợp thôi. Là anh với lại anh hai là làm kèo, còn chú với lại thanh niên kia thì phụ trách là làm xây cái phần công trình phụ đúng không? Xây phần bếp. Anh gửi một lời chào tới các bạn chiến tranh này không? Nó là trong cái khoảng thời gian này thì anh cũng chia sẻ lên khá là nhiều rồi. Bây giờ các bác thì cũng biết là anh em mình là cùng chung tay để xây dựng một cái ngôi nhà như này. Ấy mặc dù là mình chỉ là người mà đi thực hiện thôi, còn mình thì không phải là người mà gọi là bỏ những cái đồng tiền ra, mình chỉ là đi làm thôi. Cháu Thanh xin chào tất cả các cô bác, các chú, các anh chị. Cháu Thanh chúc tất cả quý các bác thật nhiều sức khỏe. Anh và nói là mấy anh em đội thợ khi mà cháu Lực lựa chọn và lên để mấy anh em cùng ký hợp đồng lên đó các bác, thì phải nói ai đấy cũng là một anh em mà phải nói là tính rất là vui vẻ, rất là hòa đồng các bác. Có những thức phim thì cháu Lực đăng tải lên thì có khi là mấy anh em hay chiêu đổi nhau một chút cô bác, hay tếu nhau một chút cho nó vui. Cháu Lực cũng trong thời gian tới thì cháu Lực cũng sẽ rất là mong khi mà cháu Lực chia sẻ những cái thức phim lên, những hoàn cảnh nào cần hỗ trợ hay là sửa sang lại ngôi nhà cửa thì mấy anh em lại tiếp tục đồng hành với nhau để đi hết những cái chặng đường mà xây dựng này cô bác. Hay ở đây thì mặc dù là thuê các anh làm cho cô bác nhưng mà các anh cũng làm phải nói là rất là có tâm cô bác ạ. Phải rất là chi li và tỉ mỉ để hoàn thiện được một ngôi nhà như này cô bác. Phải nói là một cái ngôi nhà mà chắc chắn thì nó sẽ đại diện cho là một cái bộ mặt của mấy anh em trong nghề thợ xây cô bác. Thí dụ như đang làm cái ngôi nhà này không được chắc chắn này, sau này gia chủ vào ở nó bị hỏng hóc hay là bị nứt tường hay là bị đổ chỗ nào thì chắc chắn là cái tiếng xấu nó sẽ vang cả cái cuộc đời của mình luôn, hầu như là không ai để mà thuê mình làm nữa cô bác. Thêm một cái chữ A trên này nữa cô bác này. Đấy, cái chữ A này thì để cho nó vừa gọi là thẩm mỹ và đẹp cái ngôi nhà thôi.
Để từ trên cao xuống hay để thấp xuống anh? Để lên trên hả anh? Hả? Ui, biết xoay rồi đấy cái này. Được chưa anh? Đuổi đầu nuôi lên bài nè, em mở so lê. Tút bàn nó. Cái này nó biết quay quay đấy anh ạ. Này nó một lẹt chứ. Thế này nó phải chìm hết mà. Ủa đây còn chưa chìm nữa. Cái này nó to quá này. Phải sửa một tí. Này bây giờ anh cứ cho nó to rộng rãi một tí, xong tí mình lại đắp vứa vào mà đúng không? Ờ cái này đắp mà. Tí mình lại đắp thêm vứa vào. Ngày mai thì cho Lực sẽ mua cái sơn để lên xịt các bác này, để không cho cái xịt những cái mũi hàn nó, không cho nó bị dỉ. Ngoài ra là nếu mà sáng sớm nay lên là mua lên là có thể là bây giờ vừa hàn và xịt đấy, nhưng mà do là lúc lên mà anh em cũng sơ suất quá các bác, thế nên là không có mua được. Chiều nay đến lúc có khi là đến mai lập tôn thì sẽ vừa lập xong là cháu Lực sẽ vừa xịt và hàn vừa xịt luôn. Còn em Sử thì không biết là ngày mai là có về luôn chưa, đi ăn cưới này. Ở trong cái quá trình mà thực hiện ngôi nhà của ba ông cháu tới đâu thì cháu Lực sẽ tiếp tục là ghi hình cho tất cả các bác anh chị là cùng biết. Đến lúc mà làm nhà em Sử xong gần hòm hòm rồi thì cháu Lực sẽ đi xuống và chia sẻ những cái thước phim hàng ngày cuộc sống của em Quân đăng tải lên nữa. Phải nói là bây giờ mấy hôm nay thì cháu Lực cũng chưa có xuống nhà của em Quân đâu các bác. Do mấy hôm nay thì cháu Lực cũng lu bu bận nhiều công việc quá. Công việc ngày hôm nay cháu Lực chia sẻ lên cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết rằng là ngôi nhà của ba ông cháu là sẽ được lập cái phần mái trước, rồi thì mới vào phòng cái công đoạn mà hoàn thiện chắt mọi cái cô bác ạ. Thế bây giờ thì các anh chia ra làm hai đội để làm, anh em nào biết làm phần cơ khí thì làm cơ khí, còn anh em nào biết xay thì đi xuống cái kia xay. Hôm nay sáng nay chắc chỉ hàn hết rồi anh nhở? Chiều đến chiều là
Đến chiều là mới được bắn hàn lên trên này anh nhỉ? Sáng thì hàn đủ thế sau đó, kèo với thằng An thôi. Đấy, bây giờ cái kèo thì các anh cũng đã hoàn thiện xong rồi các bác. Cái kèo này thì làm bằng cái sắt hộp này, sắt rất là to các bác. Sắt hộp này là sắt 48 các bác nhé, sắt hộp này. Đấy, trong lúc mà anh đang hàn thì phải nói là không có dám nhìn vào trong các bác, sợ là sẽ bị đêm là sẽ bị đau mắt luôn. Bây giờ lập cái phần mái này xong thì mưa có thể là mình làm được đấy anh nhỉ? Không có sợ mưa nữa. Mưa mình cũng chắc được. Trong thời gian tới thì chắc có khi là sẽ vào giai đoạn là vào mùa đông ấy các bác, thì sợ là mưa. Thí dụ như là hôm nọ cũng thế này, hôm nọ mưa hẳn một tuần rồi ấy, thành ra là các anh không có làm được việc gì cả. Anh nói là làm cái phần mái hiên này cũng rất tiện anh nhỉ, khi mà mình làm cái phần sắt này này, phần mái tôn này thì có cái mái hiên này để mà đứng. Thanh niên này xây cái lò này, xây bằng trên này. Tại bây giờ thì phải nâng thêm cái phần giàn giáo lên thì mới dám xây được, cô bác thấp quá, cao quá rồi. Thời tiết hôm nay thì có vẻ như là gần vào, có dấu hiệu như là chuẩn bị sát mưa hay sao các bác. Trời trên kia thì rất là âm u này các bác này. Đây bây giờ thì lập cái phần mái nó xong thì kể cả mưa phùn thì cũng không có đáng lo ngại là bao nhiêu cả. Mình có thể chắt ở hết xung quanh cái phần ngôi nhà đi. Nhà ba ông cháu thì hôm nay là em Hải là đi học, còn ông thì đi hộ nhà chú, còn em Sử thì vừa rồi cháu Đức cũng đã nói đấy là đi ăn cưới ở bên xá khác của bác, đi cũng rất là xa đấy các bác ạ. Không biết là cưới anh em họ hàng hay là cưới bạn bè. Ở đây thì trước khi mà các em ấy đi đâu thì cháu Lực cũng đã nhắc các em ấy là rất là nhiều, khi mà mình đi xa thì đừng, tuyệt đối là không uống rượu, kể cả ở gần nó cũng thế. Nếu mà thí dụ như là đến hôm mà làm nhà mới của mình tân gia thì có thể là nhà mình có chuyện gì quan trọng thì có thể là cầm chén lên mời các chú các em mỗi người gọi là nhâm nhi nhâm môi các bác. Ý con gì rơi trúng đầu à? Ôi ơi. Đây mét à? Không nè. Cái sắt này thì mình trong lúc mà mình hàn đấy các bác thì mình cũng phải là xem mà thật kỹ thì nó mới không có bị lạch một chút nào. Đấy, ngôi nhà của ba ông cháu là từ phòng ngủ đến ra phòng khách là hết 8 mét và cái sắt này chỉ độ tầm là 6 mét dưới thôi, vẫn phải hàn thêm là 1 mét dưới vào các bác. Thank you.
Chị xong rồi chứ mấy anh. Cái này không nhỉ? Rồi. Chú để một tí các bác, thì một tí nữa sẽ khoan xong là cắm rau xuống, xong rồi mới hàn các bác nhé. Xay sắt này đập vào ngón tay là sưng luôn. Chưa thành gì đây nhỉ? Thứ hai để anh quay đầu nữa. Quay đầu á? À. Đấy, bây giờ thì ngôi nhà đã thành không rồi các bác nhá. Thành không xong là đến, có khi là đến ngày mai. Mai là chiều nay thì cháu được lên. Mai thì cháu được lên, cháu được xé mua lên thêm là cái phần sơn của các bác này, sơn để sơn những cái mối hàn của nó vào nhau để sau nó tránh, là sau này nó không cho nó là bị gì. Hôm qua thì thời tiết nắng rất là đẹp các bác này, đến hôm nay thì có vẻ như là trong thời gian tới này sẽ có chuẩn bị là một cái trận mưa, hay là nó ảnh hưởng đến thời tiết là mùa đông hay sao không á. Và ở đây thì mọi cái là những cái kèo mà khi mà cắm vào chuồng các bác nhá, thì là đều có rau cả cho các bác nhá, tránh trường hợp là một số cô bác không có để ý kỹ. Nói cháu được nói rằng là làm cái kèo gì mà không có để cắm rau nữa, kể cả những cái chỗ mà như cái phần ở phần góc bên này các bác nhá. Đấy, góc bên này thì lúc nữa chút nữa mà làm xong thì sẽ cho thêm cắm rau vào, rồi thì sẽ đổ vữa vào đây chắt lại cho nó đẹp mà đẹp. Thế có thể là hôm nọ do là không có để mình để chừa lại, thế nên là bây giờ mình phải khoan, để phải khoan thì mới được cô bác. Để phải khoan thì mình mới để sát được vào, chứ không là mình để bằng ở trên này thì nó không có được này. Để xuống sâu một chút, đồng thời là nó sẽ giúp cho mình là cái phần xi ở đây nó sẽ chặn cho nó chắc hơn. Và đồng thời thì mình cũng cho thêm một cái khoan, một cái dâu xuống để hàn cho nó chắc lại. Còn công việc của mấy anh em thợ sáng hôm nay làm những cái gì và tiến độ của nhà bao cháu tới đâu thì cháu Lực đều là ghi hình cập nhật lại cho cô bác anh chị là cùng biết rồi. Đó là trong thời gian qua thì cháu Lực cũng rất là cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú anh chị và tất cả các mạnh thường quân đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực. Để tới thời điểm hiện tại thì ngôi nhà của bao cháu đã đến ngày là lập mái rồi. Lập mái xong thì mới chắt mọi cái của bác nhá. Đấy, bây giờ thì có một số anh Thanh với lại thêm hai thanh niên với lại chú nữa thì đang hoàn thiện nốt cái phần công trình phụ của ngôi nhà ba ông cháu. Đấy, dần dần là chỉ trong thời gian tới thôi thì sẽ ngôi nhà của ba ông cháu sẽ được gọi là hoàn thiện sớm nhất có thể của bác, cho ba ông cháu có nhà mới trước cái thời điểm hiện tại là mùa đông của bác. Thế còn cái thước phim hôm nay thì thời lượng cũng khá là dài rồi các bác, có lẽ là cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thước phim này ở đây thôi các bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Các bác anh chị có theo dõi được những thước phim mà cháu Lực đăng tải lên thì đừng quên là bấm nút like và cộng cho cháu Lực thêm một lượt chia sẻ nữa, thêm là một lượt mà đăng ký kênh nữa các bác nhá, để giúp cho cháu Lực có thêm những cái động lực để mà đi làm các bác. Xin chào tạm biệt các bác nhá.